Chào luật sư, tiếng Trung năm 18, chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 172, tỷ 172 chí, chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng, sư chán 500 cửa tráng ngủ sử dụ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây nhé. Thứ nhất là từ củ. Củ nghĩa thứ nhất là cái trống, và nghĩa thứ hai là phình lên hoặc là dương lên, hoặc phồng lên, to phình lên như cái trống. Câu ví dụ thứ nhất, Mama zài guáng shàng gěi wǒ mái lě yī gè xiǎo gǔ, zhùn bèi zài liù yī wǎn huì shàng biǎo yǎn jī gǔ. Mama zài guáng shàng, mẹ tôi ở trên mạng, gěi wǒ mái lě đã mua cho tôi yī gè xiǎo gǔ, một cái trống nhỏ, zhùn bèi chuẩn bị zài liù yī wǎn huì shàng, ở trong đêm hội thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Biểu diễn chi củ, biểu diễn đánh trống. Mama zài guáng shàng gěi wǒ mái lě yī gè xiǎo gǔ, zhùn bèi zài liù yī wǎn huì shàng biểu diễn chi củ. Câu ví dụ tiếp theo, wǒ chī de tài bǎo lě, nǐ kàn wǒ de dù zì dǒu gǔ qǐ lái lě. Wǒ chī de tài bảo lợ, tớ ăn no lắm rồi. Nì khan, cậu nhìn xem, ủa tớ tủ chữ bụng của tớ, tớ cú chỉ lại lợ, to lên như cái trống rồi đây này. Ủa chư tớ tài bảo lợ, nì khan, ủa tớ tủ chữ tớ cú chỉ lại lợ. Câu ví dụ tiếp theo, xiao chinh qua củ trở ta ta tờ yên chinh, chuẩy lì pha chu cú quả cú quả tờ sân in. Xiao chinh qua chú ếch, củ trợ dương, ta ta tờ yên chinh, đôi mắt to to, chuẩy lì pha chu miệng phát ra cú quả tờ sân in, tiếng kêu ộp ộp. Xiao chinh qua củ trợ ta ta tờ yên chinh, chuẩy lì pha chu cú quả tờ sân in. Bây giờ các bạn sẽ cùng đọc lại mấy câu này với bạn Linh Sử Yên nhé. Củ. Mama zài guáng shàng gěi wǒ mái lě yī gè xiǎo gǔ, zhùn bèi zài liù yī wǎn huì shàng biǎo yǎn jī gǔ. Mama zài guáng shàng gěi wǒ mái lě yī gè xiǎo gǔ, zhùn bèi zài liù yī wǎn huì shàng biǎo yǎn jī gǔ. 我吃得太饱了，你看我的肚子都鼓起来了。我吃得太饱了，你看我的肚子都鼓起来了。小青蛙鼓着大大的眼睛，嘴里发出咕呱咕呱的声音。小青蛙鼓着大大的眼睛，嘴里发出咕呱咕呱的声音。Tiếp theo chúng ta có cụm từ cú chỉ dũng chỉ. Cú chỉ dũng chỉ, dũng chỉ nghĩa là dũng khí, cú chỉ dũng chỉ là lấy dũng khí. Có ví dụ thứ nhất, 我终于鼓起勇气向我的女神表白了。我终于归功tôi cũng đã鼓起勇气 lấy dũng khí 向我的女神表白了。向谁表白nghĩa là tỏ tình hoặc bày tỏ tình cảm với ai đó. Nữ thần là nữ thần, tức là người mà người con gái mà mình rất là trong lòng mình rất là thích. 我终于鼓起勇气向我的女神表白了。Câu ví dụ tiếp theo, 我鼓起勇气提了辞职，因为这份工作压力太大了，而且工资也不高。我鼓起勇气tôi lấy dũng khí提了辞职xin thôi việc， 因为 bởi vì 这份工作 công việc này
压力太大了，压力大，而且hơn nữa hoặc là mà công tư dễ bù cao, tiền lương cũng không cao. Công tư là tiền lương, ở Trung Quốc đại lục thì có thể nói là công tư hoặc xin sợi đều là tiền lương, ở Đài Loan thì hay nói là xin sợi. Ủa cú chí dũng chỉ thí lở chứ chứ in về chưa phần công chùa gia lị thai tà lở ở chỉ công tư dễ bù cao. Câu ví dụ tiếp theo, 我们都应该鼓起勇气对校园霸凌说不。我们都应该，chúng ta đều nên, 鼓起勇气, lấy dũng khí, 对什么什么说不, nghĩa là nói không với cái gì đó. 校园霸凌, nghĩa là bạo lực học đường. 我们都应该鼓起勇气对校园霸凌说不。Câu ví dụ tiếp theo, A ý xí vọng nì cú chí dũng chì chùy miền tuệ xín tờ sân hùa bú yào zài chân chi nhú guà chùy lọ. A ý xí vọng nì, cô hoặc là bác hy vọng cháu cú chí dũng chì lấy dũng khí chùy miền tuệ để đối diện với xín tờ sân hùa cuộc sống mới. Bú yào là đừng, zài là tiếp tục, bú yào zài sợ mọ lờ là đừng tiếp tục gì đó nữa. Chấn chi nhú nghĩa là chìm đắm trong cái gì đó. Quá chù là quá khứ. Bú yào zài chấn chi nhú quá chù là đừng tiếp tục chìm đắm trong quá khứ nữa. A ý xí vang lì cú chí yổng chì chú miền tuệ xín tờ sân hùa bú yào zài chấn chi nhú quá chù là. Sau đây mời các bạn cùng nghe và đọc lại mấy câu này cùng với bạn Linh Chí Yên nhé. Cú chí dũng chi. Cú chí dũng chi. Wo zhong yu gu qi yong qi xiang wo de nü shen biao bai le. Wo zhong yu gu qi yong qi xiang wo de nü shen biao bai le. Wo gu qi yong qi ti le ci zhi, yin wei zhe fen gong zuo ya li tai da le, er qie gong zi ye bu gao. Wo gu qi yong qi ti le ci zhi, yin wei zhe fen gong zuo ya li tai da le, er qie gong zi ye bu gao. 我们都应该鼓起勇气对校园霸凌说不。我们都应该鼓起勇气对校园霸凌说不。阿姨希望你鼓起勇气去面对新的生活，不要再沉浸于过去了。阿姨希望你鼓起勇气去面对新的生活，不要沉浸于过去了。Tiếp theo chúng ta có thành ngữ treo lúa tá củ. Treo lúa tá củ, treo là gõ, lúa là cái chiêng này. Ở trong hình này này, hai người này là đang treo lúa. Tá củ thì là đánh trống. Treo lúa tá củ, khua chiêng gõ trống, thường dùng để miêu tả những nơi có hoạt động vui nhộn hoặc là ăn mừng. Câu ví dụ thứ nhất, xiang qin men zheng zai qiao luo ta gu yin jie xin nian de dao lai. Xiang qin men, bà con, zheng zai đang qiao luo ta gu, khua chiêng gõ trống, yin jie đón chào xin nian de dao lai, cái sự đến của năm mới, tức là đón chào năm mới tới. Xiang qin men zheng zai qiao luo ta gu yin jie xin nian de dao lai. Câu ví dụ tiếp theo, mei dang chun li you ren jie huan huo zhe zhu xin fang, da jia dou hui
敲锣打鼓庆祝一下。每当村里，cứ mỗi khi ở trong làng, có người chia hôn, có người làm đám cưới, hoặc là chủ xin phán, ăn mừng nhà. Ta gia tâu huệ, mọi người đều sẽ chéo lúa tả củ, khua chiêng gõ trống, chỉnh chủ ý xả, ăn mừng. Mấy tang chuân lỷ, yếu lần chia hôn, chủ xin phán, ta gia tâu huệ, chéo lúa tả củ, chỉnh chủ ý xả. Câu ví dụ tiếp theo, ta giải bù tuệ lỷ miền, lỷ lỡ y tổng công. 乡亲们敲锣打鼓, 放鞭炮的为他庆祝。 他在部队里面, anh ấy ở trong quân ngũ. 部队 là trong bộ đội hoặc trong quân ngũ. 立 là đã lập, 一等功, công đầu. 他在部队里面, 立了一等功, anh ấy đã lập công đầu trong quân ngũ. 乡亲们, bà con, 敲锣打鼓, khua chiêng gõ trống. Phang biên pao, đốt pháo. Wei tha chỉnh chủ, ăn mừng cho anh ấy. Xiang chi mến, chéo lúa tá củ. Phang biên pao tờ, wei tha chỉnh chủ. Bà con khua chiêng gõ trống, đốt pháo, ăn mừng cho anh ấy. Tha chạy bù tuổi lì miền, lì lỡ y tầng cung. Xiang chi mến, chéo lúa tá củ. Phang biên pao tờ, wei tha chỉnh chủ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại các câu này cùng với bạn Linh Sử Yên nhé. Chiao lúa đá củ. Chiao lúa đá củ. Xiang qin men zheng zai qiao luo da gu yin jie xin nian de dao lai. Xiang qin men zheng zai qiao luo da gu 迎接新年的到来。每当村里有人结婚或者住新房，大家都会敲锣打鼓庆祝一下。每当村里有人结婚或者住新房，大家都会敲锣打鼓庆祝一下。 他在部队里面立了一等功，乡亲们敲锣打鼓，放鞭炮的为他庆祝。 Tiếp theo chúng ta có từ củ lỷ. Cụ lì nghĩa là động viên, cổ vũ hoặc là khích lệ. Câu ví dụ thứ nhất, Zài lào sư tờ cụ lì xạ, ủa xuân lì tờ thông qua lờ khảo sư. Zài lào sư tờ cụ lì xạ, dưới sự cổ vũ hoặc là dưới sự khích lệ của cô giáo. Ủa xuân lì tờ, tức là tôi đã làm gì đó một cách suôn sẻ. Thông qua lờ khảo sư, vượt qua kỳ thi. Zài lào sư tờ cụ lì xạ, ủa xuân lì tờ thông qua lỡ khảo sư. Câu ví dụ tiếp theo, tuổi xuế xí trần chi bù hảo tờ xuế sân, lão sư yên cai tua củ lì củ lì, ớ bù sử phi phiếng hứa trừ giữa tha mận. Tuổi đối với xuế xí trần chi bù hảo tờ xuế sân là các em học sinh, xuế xí trần chi bù hảo, thành tích học tập không tốt. Lão sư yên cai, giáo viên nên tua củ lì, động viên khích lệ nhiều hơn. Ở bú sử, chứ không phải là phi phỉnh, phê bình, hứa chữ giữa tha mận và chỉ trích các em ấy. Tuổi xuế xí trấn chi bù hảo tờ xuế sân, lão sư yên cai tua củ lì, ở bú sử, phi phỉnh, hứa chữ giữa tha mận. Câu ví dụ tiếp theo, tuổi xia sủ, của mình yào tua củ lì, tua quan ai, bú yào chủng sư ý phụ, cao cao trai sang tờ yàn zi. Tuổi xia sủ là đối với cấp dưới, của mình yào chúng ta phải tua củ lì,
cổ vũ động viên nhiều hơn, tua quan ải, quan tâm nhiều hơn. Bú yào chủng sử, đừng có lúc nào cũng. Ý phủ sama tờ yàng chữ, tức là một cái vẻ, một cái bộ dạng gì đó. Cao cao trai sang, cao cao tài thượng, tức là một cái bộ dạng, làm ra cái bộ dạng rất là bệ vệ. Tuổi xia sủ, của mình yào tua củ lì, tua quan ải. Bú yào chủng sử, ý phủ, cao cao trai sang tờ yàng chữ. Câu ví dụ tiếp theo, mỗi lần tôi gặp phải trở ngại và khó khăn, ta đều sẽ cổ lì tôi, nói, "Cố gắng, mọi chuyện đều sẽ tốt lên." Mỗi lần cứ mỗi khi tôi gặp phải trở ngại và khó khăn và khó khăn, ta đều sẽ anh ấy đều cổ lì tôi, khích lệ tôi, nói rằng gia yếu, cố lên, ý chia đâu khuẩy, tất cả đều sẽ háo chỉ lại tợ, tốt lên. Ý chia đâu khuẩy háo chỉ lại tợ, tất cả đều sẽ ổn thôi. Mấy tăng, ủa yu tạo chua chứa hứa khuẩn nán, ta đâu khuẩy củ lì ủa xua. Gia yếu, ý chia đâu khuẩy háo chỉ lại tợ. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại mấy câu này với bạn Linh Trí Yên nhé. Củ lì 鼓励，鼓励。在老师的鼓励下，我顺利地通过了考试。在老师的鼓励下，我顺利地通过了考试。对学习成绩不好的学生，老师应该多鼓励鼓励。 而不是批评和指责他们。对学习成绩不好的学生，老师应该多鼓励鼓励，而不是批评和指责他们。对下属，我们要多鼓励，多关爱。 不要总是一副高高在上的样子。对下属，我们要多鼓励，多关爱，不要总是一副高高在上的样子。每当我遇到挫折和困难，他都会鼓励我说， 加油，一切都会好起来的。每当我遇到挫折和困难，他都会鼓励我说：“加油，一切都会好起来的。”Tiếp theo chúng ta có từ cú trảng. Cú trảng nghĩa là vỗ tay hoặc là hoan hô. Câu ví dụ thứ nhất. 看完表演后， 台下的观众纷纷鼓掌。 看完表演后， sau khi xem xong màn biểu diễn， 台下的观众， quan trọng là khán giả， 台下的， dưới sân khấu， 纷纷鼓掌， vỗ tay rầm rộ. 看完表演后， 台下的观众纷纷鼓掌。 Câu ví dụ tiếp theo， 当别人表演完以后， 我们应该鼓掌，表示尊重和喜爱。当什么什么以后， sau khi bia ren biểu diễn hoàn, người ta biểu diễn xong, 我们应该鼓掌, chúng ta nên vỗ tay, 表示尊重, thể hiện sự tôn trọng, 和喜爱, và yêu thích. 当别人表演完以后, 我们应该鼓掌, 表示尊重和喜爱. Câu ví dụ tiếp theo. 他在晚会上表演了一段精彩的舞蹈. 台下的观众热烈鼓掌送鲜花. 他在晚会上, cô ấy ở buổi dạ hội, 表演了, đã biểu diễn, 一段精彩的舞蹈, 舞蹈 là vũ đạo, 精彩 là đặc sắc,
一段精彩的舞蹈，một đoạn vũ đạo đặc sắc. 台下的观众，khán giả ở dưới sân khấu, 热烈鼓掌, nhiệt liệt vỗ tay, 送鲜花, tặng hoa. 他在晚会上表演了一段精彩的舞蹈，台下的观众热烈鼓掌，送鲜花。Câu ví dụ tiếp theo. Tang tổng sư trưởng chi lại đợi sự hậu, ta gia tố chỉ lì cú trưởng. Tang sầm sầm đợi sự hậu là khi tổng sư trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị, chi lại bước vào. Tang tổng sư trưởng chi lại đợi sự hậu, khi chủ tịch hội đồng quản trị bước vào, ta gia tố mọi người đều chỉ lì đứng lên, cú trưởng vỗ tay hoan hô.当董事长进来的时候，大家都起立鼓掌。Bây giờ mời các bạn cùng nghe và đọc lại mấy câu này với Lý Tự Nhiên nhé. 鼓掌，鼓掌。看完表演后，台下的观众纷纷鼓掌。看完表演后，台下的观众纷纷鼓掌。当别人表演完以后，我们应该鼓掌，表示尊重和喜爱。当别人表演完以后，我们应该鼓掌，表示尊重和喜爱。他在晚会上表演了一段精彩的舞蹈。台下的观众热烈鼓掌，送鲜花。他在晚会上表演了一段精彩的舞蹈，台下的观众热烈鼓掌，送鲜花。当董事长进来的时候，大家都起立鼓掌。当董事长进来的时候，大家都起立鼓掌。Từ vựng tiếp theo đó là từ cố định. Cố định là cố định hoặc là làm cho cố định lại một chỗ. Câu ví dụ thứ nhất, 我们厂里有固定的作息时间。我们厂里trong xưởng chúng tôi有có.固定的作息时间，时间的thời gian，作息，作trong từ工作và息trong từ休息，作息nghĩa là làm việc và nghỉ ngơi，作息时间nghĩa là giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi，固定的，固定，我们厂里有固定的作息时间。Câu ví dụ tiếp theo, 自从有了手机以后。人们很少用固定电话了。自从什么什么以后了，给的手机有了手机，搞电话机的，人们很少，người ta rất ít用固定电话了，用电话固定。自从有了手机以后，人们很少用固定电话了。Câu ví dụ tiếp theo.挂衣服的钩子松了，你把它固定一下吧。挂衣服的钩子 đây là một cụm danh từ chúng ta dịch sau chữ tơ trước. 钩子 là cái móc. 挂衣服的 treo quần áo. 松了 bị lỏng rồi. 你把它固定一下吧. Câu chữ 把 thì chúng ta dịch động từ trước. 固定 là làm cố định. 它 là nó.你把它固定一下吧，bạn cố định nó lại đi. 挂衣服的钩子松了，你把它固定一下吧。Bây giờ chúng ta sẽ nghe và đọc lại mấy câu này với bạn Linh Chi Yên để luyện phát âm chuẩn như bạn ấy nhé. 固定，固定。我们厂里有固定的作息时间。我们厂里有固定的作息时间。
自从有了手机以后，人们很少用固定电话了。自从有了手机以后，人们很少用固定电话了。挂衣服的钩子松了，你把它固定一下吧。挂衣服的钩子松了，你把它固定一下吧。我没有固定的住所，哪里有活干，我就住哪里。我没有固定的住所，哪里有活干，我就住哪里。Tiếp theo chúng ta có từ cù rán. Cù rán, cù là cố, rán là nhiên. Cù rán âm Hán Việt là cố nhiên. Nó có nghĩa là đương nhiên, dĩ nhiên, hoặc một nghĩa nữa là tuy rằng. Chúng ta nghe thấy thì nó cũng giống như là từ tang rán, nhưng mà từ cù rán ở trong cái nghĩa đương nhiên nó lại có chứa cả cái ý là tuy rằng nữa. Từ này thì nó thường xuất hiện ở trong câu có hai vế câu, và vế câu thứ hai thường có từ nhưng mà. Với từ tang rán có thể chúng ta chỉ cần nói độc lập, muốn nói mỗi cái từ đấy không, ví dụ đương nhiên rồi, tang rán lờ, nhưng chúng ta không thể nói là cù rán lờ được. Mà cái từ cù rán này nó sẽ nằm ở trong cái câu có hai vế. Có cái vế câu thứ nhất nêu ra là đương nhiên là cái gì đó, và vế thứ hai là nhưng mà là gì đấy. Cù rán ý nghĩa nhấn mạnh hơn là từ tang rán, và trong giao tiếp khẩu ngữ thì từ tang rán hay được sử dụng nhiều hơn. Câu ví dụ thứ nhất, cung chùa, cù rán trùng dạo, khứa nỉ yế tẩy, chú ý sân thỉ giá. Cung chùa, công việc, cù rán trùng dạo, đương nhiên là quan trọng. Khứa nỉ yế tẩy, nhưng mà bạn cũng phải, chú ý sân thỉ giá, giữ sức khỏe nhé. Cung chùa, cù rán trùng dạo, khứa nỉ yế tẩy, chú ý sân thỉ giá. Câu ví dụ tiếp theo, tả chưa cù rán phang biển, tàn chống chưa tạo nọ, tả chưa tẩy đúa sọ chẹn nọ. Tả chưa bắt xe, ví dụ như là taxi, grab hoặc là titi. Cù rán phang biển, đương nhiên là tiện. Ở Đài Loan thì bắt xe người ta hay nói là chèo chưa. Tả chưa cù rán phang biển, bắt xe đương nhiên là tiện. Tả nhưng chống chưa tạo nọ, từ đây tới đó. Hoặc chúng ta nói là chống chưa lý tàu na lý, ở những nơi mà không nói quấn lưỡi, không nói cái ở quấn lưỡi này thì chúng ta nói là chống chưa lý tàu na lý. Tả chưa bắt xe, tẩy túa xảo chén nào thì phải mất nhiều tiền lắm. Tả chưa cù rán phang biển, tả chống chưa tàu na, tả chưa tẩy túa xảo chén nào. Câu ví dụ tiếp theo, hái zi, chẩn chi cù rán trùng yào, tàn sử ma mà cần si vọng nì nâng cầu diễn kháng trưởng trọng. Khái tử con à, trưởng chỉ thành tích, cụ rán trùng dạo, đương nhiên là quan trọng. Tàn sử nhưng ma mà cần si vọng, mẹ đều hy vọng nì nâng cầu còn có thể diễn kháng trưởng trọng, lớn lên một cách khỏe mạnh. Khái tử trưởng chỉ cụ rán trùng dạo, tàn sử ma mà cần si vọng nì nâng cầu diễn kháng trưởng trọng. Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ số 4 này. Ví dụ số 4 này thì không thay từ cù rán bằng từ tang rán được. Ở trong ví dụ số 4 này, từ cù rán không phải nghĩa là đương nhiên, mà nó nghĩa là tuy rằng. Cù rán tha chẳng chính phản của chùa, tàn sử tha ý chính si chủ lợ chèo xuyên, bú huệ dài phản lợ. Cù rán tuy rằng, tha chẳng chính cô ấy đã từng phản của chùa, phạm lỗi, tàn sử nhưng tha ý chính cô ấy đã si chủy lợ chèo xuyên, rút ra được bài học, bú huệ giải phản lợ, sẽ không tái phạm nữa. Cù rán tha chẳng chính phản của chùa, tàn sử tha ý chính si chủy lợ chèo xuyên, bú huệ giải phản lợ. Bây giờ mời các bạn cùng nghe và đọc lại 4 câu này với bạn Linh Chị Yên nhé. 固然
工作固然重要，可你也得注意身体啊。工作固然重要，可你也得注意身体呀。打车固然方便，但从这儿到那儿打车得多少钱啊？打车固然方便，但从这儿到那儿打车得多少钱啊？孩子，成绩固然重要，但是妈妈更希望你能够健康成长。孩子，成绩固然重要，但是妈妈更希望你能够健康成长。固然他曾经犯过错，但是他已经吸取了教训，不会再犯了。固然他曾经犯过错，但是他已经吸取了教训，不会再犯了。Cụ thể nghĩa là thể rắn. Nó vừa là danh từ vừa là tính từ. Và trái nghĩa với nó thì là dễ thì là thể lắm. Câu ví dụ thứ nhất, mấy than sư y trộm cụ thể rán leo. Mấy than, than sư y trộm là một loại cụ thể rán leo, nhiên liệu thể rắn. Mấy than sư y trộm cụ thể rán leo. Câu ví dụ tiếp theo, quân đoàn tờ giáng quang sư binh chống cụ thể biến chẳng lờ dễ thị. Vân hoàn tờ giáng quang, ánh nắng ấm áp, sự khiến cho biên băng chống cụ thị từ thể rắn biến chẳng lờ dễ thị, biến thành thể lỏng. Vân hoàn tờ giáng quang, sự biên chống cụ thị biến chẳng lờ dễ thị. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. Chưa cờ sủ yu cụ thị ý liệu, bù sư yào ụ. Chưa cờ, cái này, sủ ý là thuộc vào cái gì đó, thì cũng có nghĩa là cụ thí ý lẻo, đồ uống thể rắn, tức là những cái loại đồ uống dạng bột hoặc là dạng viên, chúng ta thả vào nước để cho nó tan ra để uống. Bú sử yào ủ, không phải là thuốc. Chưa cờ, sủ ý, cụ thí ý lẻo, bú sử yào ủ. Cụ thí. Mấy than 是一种固体燃料。煤炭是一种固体燃料。温暖的阳光使冰从固体变成了液体。温暖的阳光使冰从固体变成了液体。这个属于固体饮料，不是药物。这个属于固体饮料，不是药物。Tiếp theo chúng ta có từ固执。固执 nghĩa là bảo thủ, hoặc là cố chấp, hoặc cứng đầu, hoặc là ương ách. Ở trong đây thì cái nghĩa cố chấp nó ít hơn. Và cái từ cụ chứ này tuy là nghe theo âm Hán Việt cụ là cố, chứ là chấp, nhưng cái từ cụ chứ này nếu các bạn sống ở Trung Quốc, các bạn tiếp xúc nhiều, các bạn sẽ thấy từ cụ chứ này nghĩa chủ yếu của nó là bảo thủ, hoặc là cứng đầu, hoặc ương ách. Tức là cứ khăng khăng cái ý của mình mà không chịu nghe theo góp ý hoặc là ý kiến của người khác. Câu ví dụ thứ nhất, tha mình mình chua là hái cụ chứ tờ kiên trì tự chỉ tờ khản phả. Tha mình mình chua lợ, cô ấy sai lè lè ra rồi. Hái cụ chứ tờ vẫn còn bảo thủ. Kiên trì là kiên quyết với tự chỉ tờ khản phả, suy nghĩ của mình. Tha mình mình chua lợ, hái cụ chứ tờ kiên trì tự chỉ tờ khản phả. Câu ví dụ tiếp theo, 你怎么这么固执啊？非要这个时候出去，
现在外面下这么大的雨，你怎么这么固执啊？sao cậu cứng đầu thế hả? Phải yào là cứ một mực làm gì đó cho bằng được. Chưa có sự hậu chú trị ra ngoài vào lúc này. Hiện tại, bây giờ, ngoài miệng, bên ngoài, xa chưa mà ta tờ ủy, mưa to như vậy. Ní chờ mà, chưa mà cụ chứ à? Phải yào, chưa có sự hậu chú trị. Hiện tại, ngoài miệng, xa chưa mà ta tờ ủy. Câu ví dụ tiếp theo. 我爸这个人非常的固执，没有人能说服他。我爸这个人，bố tôi là người,非常的固执, vô cùng bảo thủ. 没有人, không có ai,能说服他, có thể thuyết phục được ông ấy. 我爸这个人非常的固执, 没有人能说服他. Bây giờ mời các bạn cùng đọc lại mấy câu này với Linh Chị Yên nhé. 固体，固体。煤炭是一种固体燃料。煤炭是一种固体燃料。温暖的阳光使冰从固体变成了液体。温暖的阳光使冰从固体变成了液体。这个属于固体饮料，不是药物。这个属于固体饮料，不是药物。Tiếp theo chúng ta có từ 故事。故事 nghĩa là câu chuyện. Câu ví dụ thứ nhất, 你这是在编故事吧？你这是狗đây là trải biên cụ sử bà đang bịa chuyện đây à? 你这是在编故事吧？狗đang bịa chuyện đây hả? 你觉得狗nghĩ 我会相信吗？ tôi sẽ tin sao? 你这是在编故事吧？ 你觉得我会相信吗？ Câu ví dụ tiếp theo, 哥哥总爱讲一些鬼故事来吓我。哥哥 anh tôi总爱toàn có thích giảng y xia kể một số quỷ cụ sự câu chuyện ma lái xia ủa để dọa tôi. Cơ cỡ chúng ai giảng y xia quỷ cụ sự lái xia ủa. Có bạn nào mà sợ ma nhưng mà lại thích nghe chuyện ma không ạ? Câu ví dụ tiếp theo, 梁山伯与祝英台的爱情故事感动了所有人。梁山伯与祝英台的爱情故事，爱情故事，câu chuyện tình yêu, 梁山伯 Lương Sơn Bá 与và 祝英台 Trúc Anh Đài 感动了 đã làm cảm động 所有人 tất cả mọi người. 梁山伯与祝英台的爱情故事cảm động là số yếu lần. Câu ví dụ tiếp theo, lão sư hôm nay tại khu thẳng sẵn gửi vô mình giảng lỡ ý cửa qua yếu sổ chú tài thủ tờ chẳng yếu cụ sử. Lão sư hôm nay, cô giáo hôm nay tại khu thẳng sẵn trong giờ học gửi vô mình giảng lỡ đã kể cho chúng tôi nghe ý cửa qua yếu sổ chú tài thủ tờ chẳng yếu cụ sử. Ý cửa chẳng ý cụ sử là một câu chuyện thành ngữ. Qua ý là về hoặc là liên quan đến. Sầu chú tài thủ là câu ôm cây đợi thỏ. Lão sư hôm nay tại cửa tháng sáng gửi vô mình giảng lỡ ý cửa qua ý sầu chú tài thủ tờ chẳng ý cụ sử. Bây giờ mời các bạn cùng nghe và đọc lại mấy câu này cùng với bạn Linh Chị Yên nhé. Cụ sử. 故事，你这是在编故事吧？你觉得我会相信吗？你这是在编故事吧？你觉得我会相信吗？哥哥总爱讲一些鬼故事来吓我。
哥哥总爱讲一些鬼故事来吓我。梁山伯与祝英台的爱情故事感动了所有人。梁山伯与祝英台的爱情故事感动了所有人。老师今天在课堂上给我们讲了一个关于守株待兔的成语故事。老师今天在课堂上给我们讲了一个关于守株待兔的成语故事。Thưa các bạn, đến đây thì Sở Đạo Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài học ngày hôm nay rồi. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại toàn bộ các câu của bài học ngày hôm nay một lần nữa với giọng đọc rất là chuẩn và rất dễ thương của bạn Linh Sĩ Yên nhé. Hy vọng là bài học này sẽ nhận được nhiều like, nhiều tim và những câu ví dụ như là xìa xìa hoặc là khẩn khảo của các bạn. Trần Ngọc Sư và Linh Sĩ Yên cùng với một số cộng tác viên khác người Trung Quốc rất là cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của các bạn. Bye bye!